Kiểu tóc uốn đuôi đẹp là kiểu tóc được rất nhiều trẻ em lựa chọn. Không phải tóc uốn đuôi chỉ có một kiểu, nhưng cách biến tấu kiểu tóc uốn đuôi đẹp thì rất là nhiều và phù hợp với rất nhiều gương mặt. Vậy thì nếu bạn cũng muốn biết đâu là những kiểu tóc uốn đuôi đẹp trend nhất hiện nay thì blog đẹp sẽ gợi ý đến bạn nhé. 1. Tóc uốn đuôi nhẹ. Tóc uốn đuôi nhẹ có rất nhiều ưu điểm nổi bật, đây là kiểu tóc nữ đẹp được lựa chọn nhiều nhất. Bạn có thể cắt ngắn tóc vừa phải rồi phần đuôi được uốn nhẹ nhàng, bồng bềnh, giúp che đi khuyết điểm mặt tròn to. Và nếu muốn nổi bật hơn thì bạn nên nhuộm màu thời trang như là màu khói, nhuộm màu ombre để ấn tượng hơn bạn nhé. 2. Tóc uốn đuôi ngang lưng. Tóc uốn đuôi ngang lưng là cách biến tấu tóc uốn đuôi vừa đẹp vừa quyến rũ. Tóc có độ dài ngang lưng sẽ được uốn đuôi ôm lấy gương mặt, giúp che đi khuyết điểm mặt góc cạnh. Kiểu tóc uốn đuôi này rất là đẹp nếu bạn để thêm tóc mái như là mái dài, mái chéo, vân vân. Sau đó thì nhuộm màu thời trang để giúp bạn trông trẻ trung và nổi bật hơn nhé. 3. Tóc uốn đuôi gợn sóng. Kiểu tóc uốn đuôi này rất được nhiều người tin tưởng vì nó rất nhẹ nhàng và dễ chăm sóc. Kiểu tóc uốn đuôi này vừa giúp bạn dịu dàng và cũng rất là sành điệu. Tóc uốn đuôi gợn sóng sẽ rất đẹp nếu như bạn nhuộm tóc màu hot nhất để tôn lên làn da trắng của mình nhé. 4. Tóc uốn đuôi dài. Tóc uốn đuôi dài đẹp là một trong những kiểu tóc uốn đuôi giúp gương mặt hài hòa hơn. Kiểu tóc uốn đuôi này thì phù hợp với hầu hết các gương mặt, từ tròn dài cho đến vuông góc cạnh. Và để tăng thêm sự nổi bật cho kiểu tóc uốn đuôi này, bạn nên kết hợp thêm nhuộm màu, các màu nhuộm thời trang nhé. 5. Tóc uốn đuôi ngắn. Tóc uốn đuôi ngắn là một trong những xu hướng tóc đẹp được lòng nhiều chị em. Tóc uốn đuôi ngắn thể hiện sự năng động, cá tính, nên đây là cách biến tấu tóc uốn đuôi rất là mới mẻ. Nhưng bạn có gương mặt trái xoan và nữ da trắng thì sẽ rất là thích hợp với tóc uốn đuôi ngắn này đấy. 6. Tóc uốn đuôi lọn to. Tóc uốn đuôi lọn to thì luôn nằm trong top những kiểu tóc nữ đẹp nhất hiện nay. Kiểu tóc uốn đuôi lọn to sẽ mang đến diện mạo xinh đẹp cho cô gái hiện đại, trở nên xinh xắn, dễ thương và cũng rất hợp với nhiều phong cách khác nhau. 7. Tóc uốn đuôi chữ C. Tóc uốn đuôi chữ C là kiểu tóc uốn đuôi đẹp được săn lùng nhất hiện nay. Đây là kiểu tóc uốn đuôi phù hợp với rất nhiều phong cách khác nhau và phù hợp với mọi gương mặt, từ mặt tròn dài cho đến vuông góc cạnh. Kiểu tóc uốn đuôi đẹp này khá mát mẻ và dễ chăm sóc cho nên được rất nhiều trẻ em yêu thích lựa chọn. 8. Tóc uốn đuôi cho mặt tròn. Tóc uốn đuôi cho mặt tròn giúp gương mặt gọn gàng hơn so với những kiểu tóc uốn đuôi khác. Khi bạn để kiểu tóc uốn đuôi này thì sẽ giúp che đi những khuyết điểm và giúp ăn gian tuổi hiệu quả đấy nhá. Bạn có thể xõa tóc hoặc là cột nửa đầu nhẹ nhàng sẽ dễ thương hơn. 9. Tóc uốn đuôi Hàn Quốc. Kiểu tóc uốn đuôi Hàn Quốc đang dẫn đầu xu hướng tóc đẹp hiện nay. Kiểu tóc uốn đuôi này sẽ giúp che đi khuyết điểm gương mặt một cách khéo léo. Và đây cũng là kiểu tóc uốn đuôi được rất nhiều idol Hàn Quốc lựa chọn bạn nhé. 10. Tóc uốn đuôi mái thưa. Kiểu tóc uốn đuôi mái thưa giúp bạn có diện mạo thêm mới lạ và ấn tượng. Kết hợp với mái thưa sẽ giúp gương mặt của bạn thêm cân đối hài hòa. Kiểu tóc uốn đuôi này thì phù hợp với mọi gương mặt, từ tròn to, nhỏ cho đến dài vuông góc cạnh.
11. Tóc uốn đuôi tầng. Tóc uốn đuôi tầng có phần đuôi tầng bồng bềnh, giúp bạn tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính, sang chảnh. Tuy nhiên, nếu tóc bạn không có độ bóng và hơi khô sơ, thì không nên để kiểu tóc uốn đuôi này vì rất dễ lộ tóc sơ rối bạn nhé. Mười hai, kiểu tóc uốn đuôi chữ S. Kiểu tóc uốn đuôi chữ S được rất nhiều cô gái lựa chọn để thay đổi bản thân. Kiểu tóc uốn đuôi này được tạo ra một nét mới lạ và sự đằm thắm, mềm mại, phù hợp ở mọi hoàn cảnh, từ đi làm, đi học cho đến đi chơi. Và để có kiểu tóc uốn đuôi chữ S thêm duyên dáng, thanh lịch, thì bạn nên ăn mặc và make up đơn giản, nhẹ nhàng thôi nhé. Kiểu tóc uốn đuôi này rất là đẹp nếu như bạn lựa chọn kiểu tóc uốn đuôi phù hợp với gương mặt của mình. Blog đẹp còn rất nhiều gợi ý về kiểu tóc đẹp cho nữ nữa nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Và video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.